chủ yếu là xuất hiện trẻ em. Nhưng mà ở trẻ em ở những cái vùng dịch tễ á, thì sau khi bị nhiễm rồi, bệnh rồi thì nó sẽ tự khỏi và nó sẽ có miễn dịch nên sẽ ít gặp ở người lớn. Thì biểu hiện của nó, thấy cái biểu hiện tại chỗ như là tiêu phân lỏng có đàm máu à, giờ nó sẽ có kèm đau bụng và hội chứng toàn thân thì có thể có triệu chứng sốt. Tuy nhiên á, nó thường là nó sẽ tự giới hạn trong 3 tới 5 ngày. Nên thật ra đây là một cái bệnh cảnh đa phần thì mình thấy là một cái bệnh cảnh gây tiêu chảy ở trẻ em, tiêu chảy cấp có hội chứng lỵ là tiêu phân đàm máu nhưng mà thường tự giới hạn, rồi đôi lúc giống như trẻ em ở dưới thôn quê nó tiêu chảy 3 5 ngày gì đó nó tự khỏi, đôi lúc chúng ta dùng kháng sinh hỗ trợ thêm thì nó mau hết một chút xíu và sau đó nó có miễn dịch suốt đời. Vì vậy không cần đặt vấn đề chích ngừa đối với trường hợp như thế này, và gần như người lớn thì sẽ không có nguy cơ nhiều của cái mắc thế này, bởi vì thời nhỏ chúng ta đã bị mắc rồi trong cái trường hợp chúng ta sống ở nước dịch tễ như là ở vùng nhiệt đới gió mùa như tại Việt Nam. Và nếu mà trẻ em mà chúng ta muốn phòng ngừa thì tất nhiên việc quan trọng nhất vẫn là do con này nó dễ bị chết bởi nhiệt, nên chúng ta sẽ xử lý kỹ thức ăn và nấu chín những cái thực phẩm để diệt trừ những cái mầm bệnh có trong thức ăn. Thì chẩn đoán vi sinh thì nếu mà muốn chẩn đoán thì chúng ta thường chúng ta sẽ nhuộm nhuộm phân để sôi thì mình sẽ thấy là vi trùng gram âm, và cái đặc biệt là cái hình dạng của nó là hình dạng chim hải âu ha. Và đôi lúc thì nếu thích thì chúng ta có thể cấy, nhưng mà cái chuyện này nó cũng không có quan trọng lắm, vì cái sôi phân để tìm cái con này thì nó cũng không cần thiết vì đây là bệnh cảnh tự giới hạn. Thứ hai là dòng họ Camelophetes à, thì cái con này á thì là nó đi lây truyền từ gia súc sang người, nhưng mà thông thường thì nó gần như không thể gây bệnh được ở những cái người mà có miễn dịch tốt, mà bởi vì nó không đi sâu hơn được vào máu. Tuy nhiên ở những cái người già, những cái người suy kiệt hay là những người suy giảm miễn dịch à, thì nó có thể khả năng lây lan cao, thậm chí đi vào máu và đi đến các ổ chỗ xa hơn để tạo nên những cái ổ nhiễm trùng. Thì vì nó là vi trùng gram âm nên nó dễ bị tiêu diệt bởi những cái kháng sinh mà đánh mạnh vào gram âm, ví dụ như là nhóm aminolycosic hay là imipenem. Thì đây cũng là một cái vi trùng gây bệnh nhưng mà nó không có đứng hình và ít gặp. Ở trong những cái trường hợp nào mà bị suy giảm miễn dịch á, thì đôi lúc là nó có thể là bị nhiễm trùng đường tiêu hóa rồi nó gây bệnh cho người à, nhưng mà thông thường thì nó cũng không có đóng vai trò quan trọng lắm. Rồi cái con mà quan trọng nhất trong cái phần mà dòng họ của cái phần mà Camlilo này nó là Helicobacter pylori. Thì cái con này á thì trước đây người ta cũng đặt tên của nó là Camlilobacter pylori nhưng mà sau này á thì đổi lại thành là Helicobacter pylori, thì nó có những cái tính chất riêng biệt của nó so với những cái dòng họ khác. Thì cái con này á thì cũng mới được nói tới trong những cái năm gần đây là do bác sĩ Mạc San ổng nghiên cứu nhiều về cái con này. Trước đây á thì cái việc mà viêm dạ dày á thì đa số chúng ta những cái năm mà trước những cái thập niên 80 á, chúng ta sẽ nhấn rất là mạnh về vai trò của stress. Những người bị stress nhiều sẽ tăng tiết axit gây viêm dạ dày. Chứ còn cái việc mà có một cái con vi trùng ở trong dạ dày và nó gây ra một cái đóng góp cái phần rất là quan trọng cho cái việc viêm dạ dày á thì lúc đó chúng ta cũng chưa có thật sự là để ý tới, tức là không có find out ra cái việc đó nhiều. Nhưng mà sau này thì ông này ông Mạc San này nè thì ổng thấy rằng á là có rất là nhiều người bị stress không có stress nhưng mà điều trị nó vẫn là bị viêm dạ dày, và sau đó ông lấy mẫu sinh thiết thì ông thấy một cái vi trùng đó là cái con này, và ông cho rằng cái con sóng khuẩn này nè, sóng khuẩn Helicobacter pylori này là đóng vai trò quan trọng trong cái bệnh nhiễm trùng ở đường tiêu hóa. Và cái câu chuyện mà ông đi tìm ra cái này và ổng chứng minh cái này nó gây bệnh ở đường tiêu hóa và gây bệnh quan trọng cho những bệnh nhân bị rét dạ dày nặng á thì cũng là câu chuyện rất là dài, bởi vì lúc mà ổng đi tìm ra nó thì ổng là bác sĩ vô danh à, ổng viết rất là nhiều bài báo làm như gửi cho Lancet nhưng mà họ không có chịu đăng, họ không có tin tưởng về cái việc này à, và mất một cái thời gian rất là nhiều thì ổng mới chứng minh được cho mọi người thấy rõ ràng là nó có vai trò quan trọng trong cái việc gây rét dạ dày. Và có một cái câu chuyện nổi tiếng, thậm chí ổng lấy cái canh cấy của Helico này ổng tự ổng nuốt vào bụng, rồi sau đó vài ngày thì ổng bắt đầu có những cái triệu chứng là buồn nôn nôn ói rồi sau đó là đau ở vùng thượng vị rất là nhiều, đó là những cái dấu chứng của viêm dạ dày. Thì đây là một cái vi trùng gram âm.
nhưng mà nó lại rất là khác nhiều với những cái dòng họ cam ly lô khác, đặc biệt là cái tính sống dai của nó, sống rất là dai và có thể sống ký sinh ở tại dạ dày, nơi mà hầu hết các cái vi trùng khác đều chết là do cái nồng độ axit đậm đặc như thế. Thứ nhất nó là sóng khuẩn, thứ hai nó là râm âm, và cái thứ ba là con này có hệ enzyme rất hoạt động rất là mạnh, bao gồm enzyme của catalase, enzyme oxidase và một cái enzyme đặc trưng cho nó là enzyme urease. Thì enzyme này sẽ phân hủy cái ure và nó là đặc trưng của con này. Khi mà mình sẽ dùng đặc trưng của con này để đi tìm sự hiện diện của nó ở trong cái mẫu bệnh phẩm của mình. Và con này thì nó cũng có một cái tính là vi hiếu khí, có nghĩa là hiếu khí một cái lượng ít và sống được trong môi trường dạ dày. Thực ra ở môi trường bên ngoài á, cái việc mà cấy được nó, nuôi nó sống nó rất là khó. Và môi trường của nó phải là một cái môi trường chọn lọc. Và đôi lúc thì cấy của nó gần như là không có khả thi cho lắm, bởi vì đa số canh cấy thất bại rất là nhiều. Và nó tăng trưởng rất là chậm ở trong những cái môi trường canh cấy thông thường của mình. Thì các cái yếu tố độc lực của nó, thứ nhất á, là mình thấy là nó có những cái enterotoxin và những cái enzyme mà nó phân hủy những cái lớp màng nhầy của ruột để nó tiến sâu chui vào trong cái lớp đệm ở cái lớp màng nhầy của ruột. Và đây là một cái con có lông và hình dạng sóng khuẩn nên nó có thể chui rất là sâu, vào sâu trong những cái phần sâu của niêm mạc ruột của mình. Và nó đặc biệt là nó còn có những cái cơ chế để nó né tránh cái sự phòng vệ của ký chủ. Và môi trường của nó ưa thích đó, thực ra không phải là môi trường axit mà là một cái môi trường có mang tính chất kiềm. Nhưng mà tại sao nó sống được trong dạ dày? Thì nó bằng một cái cơ chế là nó sẽ xuyên vào ở lớp dưới của lớp nhầy của mình. Và mình biết lớp nhầy là này lại là một cái lớp để bảo vệ cơ thể của mình, không có bị axit của chính mình ăn sâu vào, và nó sống ở lớp giữa cái lớp nhầy và lớp màng đáy này. Và tại đây á, thậm chí nó còn phân hủy ure và nó sẽ tạo ra NH3 và CO2. Và chính cái NH3 này á, nó sẽ làm cho cái môi trường tại đây kềm hơn và phù hợp hơn cho nó sống. Và nhưng mà nó cũng đồng thời nó sẽ phá hủy đi cái lớp mà như cái lớp mà bảo vệ ở dưới lớp nhầy bảo vệ ở dưới dạ dày này, nên nó sẽ gây ra cái bệnh cảnh loét dạ dày nặng nề hơn cho những cái bệnh nhân mà đã có một cái stress hay là một cái tổn thương dạ dày trước đó. Vậy thì hiện nay cái việc mà tìm ra được Helicobacter pylori là cũng là một cái việc rất là quan trọng, đó chính là chẩn đoán bệnh. Thì chúng ta cũng nói tới là đi tìm HP trong dạ dày nhiều rồi, vậy thì chúng ta có những phương pháp nào? Thì đầu tiên là phương pháp không xâm nhập, thì thử máu, tức là xét nghiệm máu là cái dễ dàng nhất và tương đối rẻ tiền. Thì mình đi tìm cái gì ở trong máu của mình đi tìm cái kháng thể IgG, IgM của nó ở trong máu. Và nếu như mình đã từng tiếp xúc với con này thì mình sẽ có kháng thể ở trong máu. Tuy nhiên, cái nhược điểm của phương pháp này là gì? Là nó chỉ cho mình biết mình đã từng tiếp xúc với cái con này, nhưng mà cũng không cho mình biết được rằng là mình đã khỏi bệnh hay mình vẫn còn đang mang bệnh. Và đặc biệt nếu mình đã mang bệnh mà thậm chí mình điều trị rồi thì việc thử máu này coi như là kết quả nó không có còn để xài được gì nữa hết, bởi vì chúng ta cũng không biết được là con mình có tái nhiễm lại hay không. Nếu nó dương thì nó cũng không nói cho mình biết được cái gì nữa hết. Chỉ có một cái người nào đó mà cái người này chưa từng được xét nghiệm gì hết và cũng chưa từng biết một cái tiền sử gì về viêm dạ dày hết, người ta gọi là một cái bệnh nhân Gindosain, một bệnh nhân ở trong trắng, chữa dịch chữ trong trắng á, thì đi đến mình thì mình đi tìm cái này. Và nếu nó dương thì chúng ta sẽ định hướng là a có đau dạ dày thường mà điều trị không có hiệu quả mà không có stress gì hết mà lại có dương ở trong cái máu mà bệnh nhân không muốn sôi, thì lúc này chúng ta có thể định hướng là điều trị cái HP cho bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là không có xâm lấn á, là mình dùng test hơi thở. Thì mình sẽ dùng một cái đồng vị của carbon mình cho bệnh nhân uống vào trong cái dạ dày. Và nếu như mình có HB nhiều ở trong dạ dày thì nó sẽ phân hủy cái urease này, mà urease này có chứa đồng vị phóng xạ đã được đánh dấu thành CO2 và NH3. CO2 sẽ bay lên và mình sẽ đếm được cái đồng vị phóng xạ này ở trong hơi thở của mình, và mình sẽ định lượng được cái khoảng HB mà
trong dạ dày mình là bao nhiêu, không có hay là có nhiều hay là có ít. Phương pháp này rất là hay và hiện nay ở Trà Vinh mình cũng cũng có rất là nhiều cơ sở có thể làm được cái này. Cái ưu điểm của nó là bệnh nhân không đau, điều quan trọng nhất trong rất là nhiều đối với phương Tây đó là làm cái gì làm đừng có đau là được. Thử ra là họ họ rất là thích cái phương pháp mới này. Tuy nhiên á, nó có một cái nhược điểm là nó chỉ cho mình biết là có HB hay không có HB hết, chứ không có nên mình biết là à, led như thế nào, cái ổ led ra sao, vân vân và vân vân, tức là không nhìn thấy được gì hết, mình chỉ có khẳng định được nồng độ vi trùng thôi. Nếu mà chỉ muốn xác định về vấn đề vi trùng thì cái phương pháp này nó sẽ rất là tốt, nhất là đánh giá sau điều trị cho bệnh nhân. À, tuy nhiên nếu mà về toàn diện thì nó lại không toàn diện cho lắm, và giá của nó thì bằng với một lần nội soi. Nên nếu mà một bệnh nhân mà chịu được thì chúng ta sẽ đi tới phương pháp xâm lấn là phương pháp nội soi. Thì vì sao? Thứ nhất là nội soi mình thấy được bên trong, sẵn mình đánh giá luôn có u sùi hay là có loét gì hay không. Cái thứ hai là mình sẽ bấm một miếng nhỏ sinh thiết ra để mình đem ra ngoài mình xét nghiệm vi trùng. Như thế thì nội soi nó sẽ có ưu điểm hơn là như thế. Thì khi mà mình bấm một cái mẫu sinh thiết ra rồi á thì mình sẽ có một cái test ở bên ngoài để đánh giá là à, bệnh nhân này cái nồng độ vi trùng bao nhiêu. Thì cái nguyên lý của một cái miếng test này nó cũng rất là dễ thôi mấy anh chị. À, khi mà mình để cái mẫu sinh thiết này vào trong cái hộp test này thì trong cái hộp test này á, nó có chứa ure, và nếu như có vi trùng ở trong đây thì nếu nó có vi trùng ở trong đây á thì nó sẽ lên men cái ure này, và cái ure này nó sẽ biến thành NH3 và như thế làm cho quỳ tím nó sẽ chuyển màu. Và chúng ta để ở trong cái hộp test này trong vòng khoảng 15 cho đến 30 phút, và sau 30 phút nó không chuyển màu thì chúng ta đánh giá là test ure này âm tính và bệnh nhân này mẫu sinh thiết không có HB hoặc có rất ít trong mẫu sinh thiết. Và nếu nó chuyển màu nhiều thì nó có một cái thang so sánh trong cái bộ bộ test nhanh này. À, nó để kế bên mình rất là dễ so sánh. Như thế thì đây là một cái ưu điểm của cái việc mà vừa vừa soi vô bên trong mình thấy cái này cái kia, coi có u sùi coi có lét gì hay không, mà mình có thể bấm sinh thiết cho mình cho ra kết quả vi trùng cũng rất là chính xác là thông qua cái bộ test này. Vậy thì cái cuối cùng là vi trùng HB này á, thì chúng ta có những cái phương pháp đi tìm như thế, nhưng mà quay lại câu chuyện thì HB này có thật sự là chúng ta phải tiêu diệt nó hay không, thì cái này mở rộng ra thêm thôi. Thì mình thấy rằng á, là có rất nhiều trường hợp viêm dạ dày mãn tính mà điều trị hoài không hết, bệnh nhân cứ tái đi tái lại và đau nhiều hơn, thì những trường hợp đó chúng ta nên tìm H. pylori, bởi vì có khả năng nó là nguyên nhân chính chứ không phải là stress. Nhưng mà nếu như bệnh nhân mà có ít đợt hơn á, thì chúng ta sẽ xem xét điều trị này nó có thật sự cần thiết hay không. Mặc dù lúc mới tìm ra người ta rất là phấn khởi với cái việc này và người ta rất là muốn tiêu diệt nó, và nhà nhà tiêu diệt, người người tiêu diệt nó bằng cái hỗn hợp kháng sinh, bởi vì con này á, nó tương đối là nó bền và nó sâu ở trong cái phần mà niêm mạc dưới dạ dày. Nên kháng sinh á, thông thường mình phải dùng ít nhất là hai loại kháng sinh, và thậm chí là phối ba loại thuốc kháng sinh, bốn loại thuốc kháng sinh thì mới tiêu diệt được nó, chưa kể đến tình trạng kháng thuốc nữa. Và phác đồ điều trị thì ít nhất là 2 tuần, thành thử ra uống rất là vật vã, uống cái bệnh nhân chịu không nổi luôn. Nên nhiều người người ta đặt ra câu hỏi là sau đó người ta mới đặt ra câu hỏi là thật sự có nên điều trị hay không. Nhưng mà lúc mà mới mới tìm ra đó thì nó gắn với một cái nữa, đó là vi trùng này á, nó những cái bệnh nhân mà bị ung thư dạ dày đó thì người ta xét nghiệm là có khoảng 70% bệnh nhân có HB. Như thế thì người ta link đó với nhau là HB này có khả năng gây ung thư dạ dày hay không. Thì sau đó người ta thấy rằng là có nhưng không phải là chắc chắn, bởi vì bệnh nhân có ung thư dạ dày thì có HB, nhưng không phải bệnh nhân nào có HB cũng có ung thư dạ dày, chúng ta đừng có suy luận ngược như thế. Thật ra cái việc mà HB này nó có gây ung thư dạ dày không còn là một cái gì tranh cãi. Trước đây thì chúng ta cho rằng nó rất là đáng sợ, nó gây ung thư dạ dày vân vân, thì bằng mọi giá tiêu diệt nó. Nhưng mà trong những cái nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ người nhiễm Helicobacter pylori rất là cao ở trong dân số, và truy ngược hơn nữa những cái nghiên cứu khảo cổ thì người ta thấy rằng từ cái lúc mà con người ở thời nguyên thủy á, là đã có con vi trùng này trong dạ dày rồi,
Nếu thật sự nó nguy hiểm như thế thì chúng ta đã tuyệt chủng từ lúc rất là lâu rồi chứ không đến bây giờ. Và người ta ước lượng là có khoảng 50% người dân trong cộng đồng là mang di trùng này ở trong dạ dày. Nhưng mà ở những nước giàu thì tỷ lệ này nó rơi vào khoảng 25 cho đến 30%. Nhưng ở Việt Nam á, trong một cái nghiên cứu ở Hà Nội thì nó lên đến 70%. Do cái thói quen mà ăn uống mà ở chung với nhau hay là ăn chung. Như thế thì rõ ràng là ở Việt Nam mình trung bình á, thì chắc chắn một điều là trên 50% người là có HP trong dạ dày, thậm chí lên đến 70%. Vậy thì cái việc mà bằng mọi giá để tiêu diệt nó và nguy cơ của nó thì thật sự ra mà nói thì nó không phải là chắc chắn là nó nguy cơ cao gây ung thư dạ dày. Chỉ những cái người nào mà chúng ta thấy lợi ích của việc điều trị á, nó cao, ví dụ như là loét dạ dày kinh niên, hay là bệnh nhân có tiền sử là nhà bị ung thư dạ dày hay như thế, thì lúc này chúng ta nên tư vấn cho bệnh nhân để chỉ định là đi tìm HP trong dạ dày và điều trị HP ở trong dạ dày một cách tích cực. Còn nếu như thật sự bệnh nhân mà nguy cơ rất là thấp, một cái dân chúng thông thường ở ngoài đường thôi, mà chúng ta học xong bài này chúng ta hốt vô trong là chúng ta đi người gặp đại, ê có khả năng ông bị HP đó, vô tôi xét nghiệm cái coi, cái xét nghiệm ra dương, ê điều trị đi, mặc dù trước đó người ta hoàn toàn bình thường, thì cái câu chuyện đó là không cần thiết. Nó đâm ra là nó không mang lại lợi ích nhiều hơn, bởi vì nó là một cái dạng di trùng, nó đã sống với mình rất là nhiều. Vậy thì con nào nguy hiểm, cái con nào không nguy hiểm, thực ra mà nói cũng dòng họ nó, nhưng mà cũng có nhiều cái chủng nữa. Thành thử ra có một sau này có thể có những cái nghiên cứu sâu hơn là cái chủng nào như thế nào đó, nhưng mà hiện nay cái việc mà đè tất cả dân chúng ra điều trị HP thì đó là một cái khuyến cáo là không có khuyến cáo. Rồi.